đang thoát ra ngoài, Benny đã được bảo tồn sinh mệnh. Điều đó đồng nghĩa với việc Ellie, Benny đã hết chiêu chơi nồng nhả được vào cái trụ. Và chúng ta đã lấy được đi cho mình khoảng 2/3 lượng máu cái trụ. Chúng ta sẽ đánh ở đường trên, lên ngục đường trên là tuyệt vời hơn. Tôi nghĩ bây giờ không nên bắn trụ bằng lên ngục. Có thể đánh. Giữ lên ngục đó. Lấy trụ. Ôi, lấy trụ. Bắn trụ thật. Đây bị ăn xong. Đây bị bắn. Đi chưa phải là ngục. Đây bị hủy diệt. Tuyệt sao. Chúng ta đã diệt rồi bằng trụ hoa. Vào đâu. 1, 2, 3. Chưa. Bình tĩnh rồi. Đánh trụ. Ngày 14 tháng 7 năm 2019, tròn một năm trước đây là ngày mà Team France giúp cho Liga Mobile Việt Nam lên ngôi vô địch LEC 2019. Đó cũng là lần đầu tiên thể thao điện tử Việt Nam đăng quang trên đấu trường quốc tế. Đối thủ mà chúng ta đã đánh bại trong trận chung kết ngày hôm ấy là đội tuyển Liga Mobile Đài Bắc Trung Hoa. Họ là những thành viên trong thế hệ vàng của bè team. Đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất trong thời điểm ấy với những cái tên như là Suzon, Benny, Star và đặc biệt là quái Việt Nain. Chiến tích này mở ra một trang sử hào hùng cho thể thao điện tử Việt Nam nói chung và Liga Mobile Việt Nam nói riêng, đưa chúng ta lần đầu tiên lên với vị thế dẫn đầu thế giới. Ngày 18 tháng 7 năm 2020 tới đây, Mad Team sẽ có cuộc tái đấu với Team France tại vòng tứ kết của APL 2020. Đây là một thời điểm không thể thích hợp hơn để chúng ta nhìn lại chiến thắng hào hùng tạo nên trang sử vàng chói lọi trong lịch sử eSports nước nhà. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với số thứ 2 trong series lịch sử danh vọng để cùng nhau ôn lại những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử Liga Mobile Việt Nam. Và như đã nói, ở trong số lần này, sẽ nói về trận chung kết LEC 2019. Lần đầu tiên Liga Mobile Việt Nam đứng trên đỉnh thế giới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lịch sử danh vọng số thứ 2, đương kim vô địch LEC 2019 xin được sướng tên Việt Nam. 7 giờ tối ngày 13 tháng 7 năm 2019 tại Chào Lửa Tiên Sơn, mọi người bắt đầu lo ngại về bối cảnh trận chung kết sẽ không có khán giả khi hai đại diện Việt Nam đều sẽ bị loại khỏi trận chung kết. Nếu như Việt Nam qua cảng với 5 cốt là các thành viên của Boxing Minh ngẩng cao đầu để loại khỏi giải đấu với trận thua 4-2 trước mẹ team, thì Team Phát đứng trước bối cảnh còn u ám hơn khi bị dẫn trước với tỷ số 1-3 trước ASQ, đại diện của khu vực Thái Lan. Chúng ta đứng tờ chờ đợi, Tùng đăng ảnh Hyperbird niệm chú mùa giải như một giải pháp tâm linh. Tất cả cùng chung sự hồi hộp, lo lắng cho vận mệnh của đội tuyển Việt Nam 1, Team Phát, đội tuyển cuối cùng của Việt Nam tại LEC 2019. Khoảnh khắc Team Phát phá nát nhà chính ASQ trong cuộc lội ngược dòng kịch tính là lúc hàng triệu con tim vỡ òa. Nhưng chúng ta biết sẽ còn một thử thách nữa, to lớn hơn và cũng vinh quang hơn rất nhiều. Vượt qua con quét Nein và mẹ team ở trong trận thiếu cuối cùng. Đến 13 tháng 7 năm 2019, cánh cửa phòng Team Phát được gõ bởi người chơi đi rừng của ASQ, Rust. Rust tỏ ý muốn giúp đỡ Phát trong việc khắc chế lối chơi của mẹ team. Với một lý do rất đơn giản, ASQ chỉ muốn thua đội vô địch. Vậy là suốt đêm hôm đó, họ cùng nhau bàn bạc cho kèo đấu ngày hôm sau. Bách kể, trước hôm bán kết em không ngủ được, trước hôm chung kết thì ông Rust sang, lại cày, gần sáng mới cố chợp mắt được đôi tiếng. Thực sự là càng não. Cung thể thao Tiên Sơn trưa ngày 14 tháng 7 năm 2019. Trời quang, nắng gắt, hè đã nắng nóng như đổ lửa. Không khí sôi động từ ngoài vào trong cung Tiên Sơn. Mọi ánh nhìn đổ dồn về khu vực sân khấu, nơi chiếc cúp thế giới danh giá chói lòa cả một vùng. Tất cả đều nín thở chờ đợi một ngày kinh thiên động địa. Chiếc cúp sẽ ở lại Việt Nam. Trận thi đấu gần đây nhất mà tôi nhớ rằng tôi bình luận cùng với anh Trương Huy là trận thi đấu giữa Swing Phantom và Team Frat. Trong trận thi đấu đó thì Team Frat cũng giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 và hy vọng ngày hôm nay vận may đó vẫn sẽ còn với Team Phát. Một pha bốc đầu đầu tiên đến từ Benny. Trận chung kết được mở đầu với phần bình luận của mình cùng với Luyên Trương Huy. Khoảnh khắc mở đầu, Tùng đã hy vọng trận chung kết sẽ là gay cấn và may mắn với Team Phát như trận đấu gần nhất mà mình cùng với Luyên Trương Huy cùng bình luận. Nhưng không thể ngờ, điều ấy đã trở thành sự thật. Trước trận đấu định mệnh ngày hôm ấy, Team Phát vẫn bị đánh giá thấp hơn so với mẹ team. Họ thua 0-4 ở chung kết AIC 2018. Họ tiếp tục thua không cửa bật ở giai đoạn vòng bảng trên sân xuất sắc của Nein. Khi Hyperbird hỏi hai bình luận viên phụ trách bình luận quốc tế đến từ Bắc Mỹ về cơ hội vô địch của Team Phát cho mẹ team, họ chỉ lắc đầu ngao ngán. Cũng bởi vậy mà không ai tin rằng Team Phát lại có thể hủy diệt mẹ team mạnh mẽ đến như vậy ở trong bàn thi đấu đầu tiên. Từng đợt tấn công mạnh mẽ của Team Phát
kết hợp với những tiếng hò reo cổ vũ vang vọng ở Tiên Sơn như những con sóng thần xô thẳng về phía đối thủ của họ khiến họ không thể nào đứng vững. 1-0 cho Việt Nam. Ván đấu đầu tiên thực sự là tuyệt vời như thế. Nhưng mẹ tim đâu phải tay vừa. Sau ván đấu đầu tiên không chơi xạ thủ. Ván thứ hai, họ đã đặt Lindip vào tay của chàng trai có đôi mắt lệch. Này, một quân bài kiểm soát cho một lối chơi kiểm soát sở trường. Mẹ tim đã vận hành trận đấu rất bài bản và đúng ý đồ. Mặc dù bên phía team phát phòng ngự hết sức kiên cường và chưa bao giờ để khoảng cách về mặt lượng tiền bị giãn ra là quá lớn, nhưng những sự nỗ lực ấy cuối cùng vẫn không thành khi chúng ta bị quét sạch trong một pha giao tranh ở phút thứ 14. Nein có cú quắc kêu trước khi đứng nháy đèn đầy khiêu khích rồi đứng rơi phá nhà cân bằng tỷ số 1-1. Khán đài Tiên Sơn tạm thời lắng xuống nhưng cuộc rượt đuổi tỷ số cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ván đấu thứ 3 team phát lại vượt lên. Kịch bản còn trong vánh hơn cả ván đấu thứ nhất. Khi ván tiếp tục hủy diệt đối thủ từ những phút đầu tiên, lợi thế trong ván đấu này được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và nhà chính của mẹ team nổ lần thứ 2 ở phút thứ 10. 2-1 cho Việt Nam. Team phát vượt lên rồi mẹ team lại quân bình tỷ số. Kịch bản đó liên tiếp lặp lại thêm 3 ván đấu giằng co nữa cho đến khi tỷ số là 3-3. Chúng ta bị lùa ra khỏi nhà, của chính mình và sau đó là Ellie nằm xuống. Đó sẽ là 2-2 dành cho Đài Bắc Trung Hoa. Chúng ta đã có những phút giây le lói có thể chiến thắng được trận đấu này. Nhưng xa thường đến từ Nain vẫn quá kinh khủng và đấu quá quan trọng. Ta yếu máu và phải về với bệ đá cổ. Và đó sẽ là chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vẫn đang tiếp tục lấy đi những mạng hạ gục của các thành viên bên phía của Đài Bắc Trung Hoa. Dư dọn dặt nhà Linh rồi, chạy đi đâu bây giờ? Sẽ có thêm một mạng hạ gục nữa. Ta cũng sẽ là người tiếp theo phải nằm nếu như anh ta không nhanh. Và 3-2 cho đội tuyển Việt Nam rồi anh Tùng ơi. 3-2 cho đội tuyển Việt Nam. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời dành cho đội tuyển Việt Nam. Có rất nhiều ngoài sân khấu dành cho toàn bộ khán giả của Tiên Sơn. Lại dùng chiếc với bóng đi đó là Xuân Mạnh. Huy tiếp tục có một lớp kiến rất dày. Hedy đã băng vào. Hedy cũng có một lớp kiến rất dày. Luyện ngục được sử dụng. Hất tung không đáng kể. Gấu đã càn vào tuyến sau của đối phương. Hạt giống sinh mệnh được sử dụng. Chúng ta trả ngược lên. Du dông đập mặt vào tường. Trong khi đó đi đang bị xích. Nên bị mất cho mình loại tại. Nên bị a gục. Nên đã chết thì Xuân Mạnh cũng đã phải nằm xuống. Không chúng ta không đủ người. Ellie cố gắng quật. Ellie vẫn là một người. Gấu đã bắt cho mình ra bộ mạnh. Du dông tiếp tục đẩy. Gấu sẽ tấn công người của Sa. Ellie không chọn Sa là mục tiêu. Gấu hơi đơn độc. Ellie đang bị quật bởi ma lốc của Win. Trong khi anh đó, ta phải bỏ chạy và luyện ngục. Suýt nữa hạ gục được Ellie. Không có ai đủ xuống trong tình huống này và chúng ta sẽ mất tình huống này. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc và trận thi đấu này sẽ phải kéo sang ván thi đấu thứ 7. Và đó sẽ là ván đấu sinh mệnh của chúng ta. Chưa có một trận chung kết nào trong lịch sử các giải đấu liên cúp Mobile quốc tế lại diễn ra hấp dẫn đến như vậy. Một lần nữa team phát bước vào ván thi đấu thứ 7 định mệnh. Đây có lẽ là ván đấu quan trọng nhất từ trước tới giờ của liên cúp Mobile Việt Nam. Dù cả hai đội tuyển đã từng kinh qua nhiều đấu trường, trận mạc thì có lẽ cũng chưa bao giờ họ đứng trước một hoàn cảnh nghẹt thở đến như thế này. Ván 7, cấm và chọn được giải phóng, nhưng áp lực thì không. Hãy cùng bắt đầu từ phần cấm và chọn, nơi mà Nain quyết định đưa ra một lựa chọn vô cùng khó hiểu, đó là Violet. Với việc các đội đỏ gần như chắc chắn sẽ phải cấm đi hai xạ thủ mạnh nhất thời điểm ấy là Elsu và Hayate, chúng ta đã rất thông minh khi tận dụng điều này để có được Sephira. Với bộ đôi Sephira và Liliana ở đường giữa, đội tuyển Việt Nam đã hủy diệt Đài Bắc Trung Hoa ở ván 1 với lối chơi cực kỳ chủ động. Bởi khi Tulen đã bị cấm, không có vị pháp sư nào có thể đẩy lính nhanh hơn được Liliana kết hợp với Sephira. Điều này khiến cho ở ván đấu cuối cùng, mẹ team đã buộc phải giành lấy Liliana trong sự lựa chọn thứ 2 trong hai sự lựa chọn đầu tiên của họ. Đã có khoảnh khắc mà Nakroth được nhá vào dành cho Nain. Vị tướng này trong tay Nain quả thực là một nỗi khiếp sợ khi tuyển thủ này chưa từng thất bại với con bài này tại LEC 2019. Nhưng đó là ván đấu mà mẹ team có đội hình mạnh với những vị trí còn lại hỗ trợ cho lối chơi kiểm soát của họ. Cụ thể là ở ngay ván đấu trước đó thôi, bộ đôi Malok Oma quá mạnh trong giai đoạn đầu đã giúp cho Nain có quyền tự do bay múa và làm khổ chúng ta. Nhưng vì team Frat đã có Sephira và Lindis trong đội hình, những vị tướng rất mạnh trong giai đoạn đầu có thể tấn công trực tiếp vào rừng của đối thủ. Cộng thêm tính chất quyết định của ván đấu thứ 7 và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại cung thể thao Tiên Sơn đã khiến cho đối thủ chun tay và Nakroth không được lựa chọn. Violet mới là lựa chọn của họ. Khi mà kế hoạch A trở nên mạo hiểm, Metin chuyển sang kế hoạch B, nuôi Violet và Liliana, hai vị tướng có sát thương hủy diệt trong giai đoạn cuối của ván đấu. Xuân Bách tiết lộ, đây là bài đánh thuận tay nhất dành cho họ. Tướng tù của Queen là Ryoma, Nain bắn Vio thực sự khét. Đây cũng chính là bộ khung giúp cho họ đã hủy diệt bọn em nửa năm về trước. Cái gật đầu của huấn luyện viên đội bạn trong giây phút ấy đã cho thấy, đây rõ ràng không phải là ấn nhầm hay một sự liên quan tình cờ nào đó đến Huy Purple, và chúng ta không thể chủ quan cho ván đấu này.
Ván đấu quyết định bắt đầu và thực tế cho thấy Mad Team triển khai ý đồ của mình một cách rất bài bản. Violet của Nain gần như chỉ hoạt động bên phần sân nhà. Cả trận đấu người chơi đi rừng của đối thủ không tiến sang rừng của ra bất kỳ một lần nào. Sau khi hoàn thành vòng rừng, Nain sẽ được nhường thêm tài nguyên ở đường giữa để lớn nhanh nhất có thể. Chiến thuật nuôi Violet giờ đây đã quá quen thuộc, nhưng hơn một năm về trước, có lẽ ít người hiểu được ý đồ của Mad Team. Benny và Mad Team đóng một vai trò cực kỳ quan trọng khi luôn là dần chắn và hậu phương vững chắc để Nain ngăn chặn những đợt công kích thẳng vào rừng mà chúng ta mang lại. Team Frat với lợi thế là chất tướng trong giai đoạn đầu luôn nỗ lực tấn công trực tiếp để ngăn chặn sự phát triển của Nain. Nhưng với sự xuất sắc của đối thủ, chúng ta chỉ có thể làm chậm lại quá trình này mà thôi. Đến phút thứ 9, mọi thứ vẫn đang ở mức cân bằng, và nếu điều này vẫn tiếp tục diễn ra như giai đoạn đầu của ván đấu, thì ở giai đoạn cuối cùng, chúng ta mới là những người thua thiệt. Tưởng chừng như mọi thứ đã đi theo đúng kế hoạch vạch sẵn của Mad Team, thì một chuỗi những sai lầm liên tiếp của họ và sự xuất sắc của đội tuyển Việt Nam đã tạo nên sự khác biệt. Khởi đầu là quyết định tranh cấp rồng của đối thủ ở phút thứ 9. Chúng ta đã có quyết định thiên tài khi không lao vào tranh chấp trong thế thiếu người, mà tăng tốc tấn công thẳng vào khu vực đường giữa để lấy đi cứ điểm quan trọng nhất trong chiến thuật của đối phương. Điều này đã mở ra cho chúng ta rất nhiều khoảng trống để tiến vào màng rừng phía trên của Nain, nơi rất gần hang tà thần sinh ra và có rất nhiều cái bụi. Để nếu như đánh sát lá cà, Lindis của ADC chắc chắn vẫn là người thắng thế so với Violet của Nain. Trong một tình huống tiến vào như vậy, chúng ta đã bắt được Win. Lẽ ra thì Win đã chạy được, nhưng anh ấy quay trở lại và nằm xuống dưới tầm quỷ kiếm của Xuân Bạch. Ngay sau đó là tình huống sai lầm của Suzon khi quá cố chấp lao vào trụ của chúng ta khi đã hết lính và phải nằm lại. Đây là cơ hội quá thuận lợi để cho có được con tà thần sinh ra đầu tiên của ván đấu. Qua đó, có đường lính siêu cấp đầu tiên, bước đầu phá đi thế nuôi chủ lực của Mad Team. Việc có được đường lính siêu cấp đường dưới giúp chúng ta tiếp tục triển khai ở mảng rừng bên phía trên của đối thủ. Nhưng đẳng cấp của Mad Team đã được thể hiện thông qua tình huống nắm bắt được tình hình và bắt lẻ được Ellie. Nhưng chúng ta sai một, thì Mad Team sai hai. Dù rồi muốn ép giao tranh với chúng ta và pha di chuyển tạo thế gọng kìm nhưng lại không thành. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu chúng ta không quay lại phản công. Và trong tình huống có tính chất then chốt đó, Zuzo đã có pha hất tung đáng quen nhất trong sự nghiệp của mình với vị tướng Richter. Còn Nain thì tự hủy đi giáp hộ mệnh của chính mình khi lăn vào chiêu cuối của Sephira. Chúng ta 4-5 hoàn toàn thắng lợi và 4 người đỏ máu lui về. Sai lầm quá lớn của đội bạn mở ra con tà thần sinh ra then chốt của trận đấu. Có được tà thần sinh ra thứ hai, chúng ta tấn công đường trên đối thủ, ép đều tất cả các đường. Phút thứ 19, giây thứ 46. Thoáng thấy chủ lực Violet trong tay Nain lộn lên khi tên lính đường trên vừa chạm tới. Bạch đưa ra quyết định cực nhanh và dứt khoát. Đó là cú luyện ngục 2 tỷ 3. Và phần còn lại là lịch sử. Bằng trụ thần, Nain bị áp tâm, Nain bị bắn, Nain chưa phải làm gục, Nain bị hủy diệt. Tuyệt sao, tuyệt sao, tuyệt sao. Chúng ta đã diệt giải bằng trụ hoa. Vào đâu, 1, 2, 3, chưa, bình tĩnh rồi, đối phương đã bắt cầu sân chủ thần. IDC xin được xưng danh Việt Nam. Đây là Việt Nam và đây là Việt Nam. Thực sự một quyết định quá tuyệt vời. Và tàu và gấu của Đài Bắc Trung Hoa đã bị chìm. Họ trở thành cự vương. Một màn trả thù quá ngọt ngào của đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời, Poroy, Eli, Xuân Bạch, gấu, ADC và đạp còi Heavin. Đó là những chàng trai, những người hùng của đội tuyển Việt Nam đêm nay. Team Frat vỡ òa trong hạnh phúc. Khán giả tại Cung Tiên Sơn cũng vỡ òa trong niềm hân hoan tột độ. Còn hơn 650.000 khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ cũng nghẹn ngào vì sung sướng. Còn tôi đã khóc lần thứ hai cho ngày bình luận. Chiến thắng này đã mở ra cho Team Frat một thời kỳ hoàng kim vẫn còn đang tiếp diễn, nâng tầm vị thế của cả nền Liên Quân Bóng Việt Nam và đem lại cảm xúc không thể nào phai mờ trong lòng người hâm mộ. Dù sau này có trải qua thêm bao nhiêu lần vinh quang đi chăng nữa, thì chắc hẳn không chỉ có Team Frat mà tất cả các khán giả Liên Quân Bóng Việt Nam cũng sẽ không thể nào quên được hương vị trái ngọt đầu tiên. Lần đầu tiên luôn là lần cảm xúc nhất. Giá mà ngày hôm ấy có máy quay tại khu vực bình luận viên và đội ngũ vận hành, thì bây giờ Tùng đã có thể cho anh em xem lại những cảm xúc vỡ òa trong khoảnh khắc hào hùng của một ngày huyền diệu. Là một video lịch sử trong một bối cảnh phù hợp, hy vọng cũng đem lại một phong thủy tốt dành cho Team Frat ở trong trận tái đấu sắp tới với Mad Team. Chúc cho Team Frat sẽ làm được điều mà họ đã từng làm rất tốt một năm về trước. Trao đổi với Xuân Bách, Bách cho rằng Mad Team đã yếu đi so với chính mình
và họ hy vọng rằng sẽ vượt qua được đối thủ này để vươn tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp, giống như cái cách mà họ đã từng làm năm nào, vượt qua đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, vươn mình lên đỉnh cao thế giới. Hy vọng tại APL lần này, một lần nữa đội ngũ bình luận viên sẽ lại được thét lên: chúc vô địch APL 2020 xin được sướng danh Team Flash. Đến giờ ăn xin rồi, đến giờ ăn xin rồi. Ây giời, ấy là giời ơi, ông đi qua và đi lại cho con xin một like, một share, một follow và fanpage Tùng Hòa Mi bình luận viên Thanh Tùng có đổi ơn ông bà giời ấy là giời ơi. Đấy, xin nó phải như vậy.